Kính chào quý vị các bạn. Mình vẫn đang tiếp tục ngày thứ hai có mặt tại Đồng Hới, Quảng Bình và sáng nay thì đi ăn sáng sớm để chuẩn bị đi động thiên đường. Thưa quý vị các bạn, mình sẽ hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Colorman đến ăn một cái quán, một cái món mà mình nghĩ rằng nghe cái tên nó cũng đã rất là lạ lẫm rồi. Đó là quán cháo canh. Cái quán này có cái tên là Thu Thủy Cháo Canh, ram cuốn Thu Thủy. Mình nghe cái tên cháo canh mình cũng lấy làm lạ, mình nghĩ là chắc ăn cháo với bỏ trong. Cháo thì nó phải có cái nước súp rồi, còn nói cháo canh là sao? Thật sự không biết luôn. Nhưng đó là cái tên gọi của người địa phương và quán này cũng được rất nhiều comment của địa phương khen. Nhưng mà mình không biết có tới lộn không nữa. Nhìn thấy cái quán bên ngoài nó không biết có phải là quán ăn không. Còn cái đường này cũng là mình cũng chưa biết nó là cái đường gì nữa. Quay cái bàn, quay cái bàn ra ngoài mình. Ủa, à đây. Ủa sao gọi là cháo canh vậy chị? À, cháo canh Quảng Bình. Cháo là nấu với cháo hay là sao? À, bột nước cua. À, cái sợi này cũng giống như sợi bánh canh vậy đó hả? À, bánh canh. Ồ, hôm qua mình đi trong chợ Đồng Hới có thấy cái sợi này nè. Đó, và đây là cái cách nấu nè quý vị các bạn. Đó, cả nhà mình thấy không nói. Là chị cứ phải nấu từng tô vậy đó hả? Cái nước này là nước riêu cua hả? Nước cua. Có vẻ hấp dẫn á. Ram ăn chung luôn hả chị? Ăn thêm hả? Ăn thêm ram. Nó gọi là chả ram đúng không? Dạ. Đấy, ở đây chị cứ múc một cái tô nước ra. Rồi xong rồi cứ nấu từng tô một vậy hả? Có đây có bò nè, đó. Tụng. Ủa này heo hả? Ồ, đúng bò chứ. Đó, bên kia có chả ram. Có quán có một đầu bếp thôi. Trời ơi, nấu kiểu vậy hao ga chết luôn. Phải không? Trời, nấu từng tô kiểu này hao ga chết luôn, làm sao chịu nổi. Đó, để mình xem nha, trong vòng khoảng... Trời ơi, nấu từng tô kiểu này mà ga nào chịu nổi rồi. Ở đây là đường Nguyễn Thị Định nha, 71-73 Nguyễn Thị Định. Thật ra là địa chỉ này nó chưa chính xác. Thật ra là cái địa chỉ này nó chưa chính xác lắm, nhưng mà... tại vì cái khu này là sắp tới là khu là quy hoạch treo, cho nên là không có không muốn nói là địa chỉ được. Nhưng mà ở đây thì thôi, mọi người bên kia là 71-73 đối diện. Không phải là không nói, nhưng mà hồi xưa có biển, nhưng mà họ không bỏ biển. À, họ không bỏ biển hả? Mình là nạp tiền biển thôi. Nhưng mà nó ở đây người ta biết không? Nói đường Nguyễn Thị Định người ta biết không? À, nói đúng là số nhà 68 đường Nguyễn Thị Định. Rồi, chạy cho em hai tô đây nha. Đây. Đây quý vị. Cái bàn này là chắc cũng phải lâu năm lắm rồi đó. Thì 10 năm hả? Hơn 10 năm. Ồ. Vậy là cái bàn này tuổi đời nó cũng lên còn hơn 10 năm rồi, nhìn chắc chắn luôn. Cái bàn này chuẩn bị đưa vào bảo tàng rồi nè, bảo tàng ẩm thực Quảng Bình. Thêm màu. Ăn rau không? Không ăn rau hẻ. Ôi nóng lắm. À. Hành phi. À, cầm dưới. À. Nhìn cái cảnh bưng tô này nhớ cảnh bưng cái tô ngoài phở Bắc Đàn mà xong rồi bị xong bị rầy.
đi mẹ. Go, 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 go. Xới, 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 xới. Ôi, tô cháo canh. Chụp về sao biết là tô này là cháo canh hay không? Rồi, ok. Em ơi, ba chụp tô của mẹ không? Tô của mẹ nó rõ bút. Cháo canh cả chả ram. Nói thiệt là đi mấy cái chuyến này vui nhất là được ăn rất nhiều món lạ. Đó là lý do tại sao mình thích là đi những chuyến caravan như thế này. Đi đi nó hơi cực, đi hơi nhanh, hơi mệt, hơi đuối. Đó, một ngày, ngày hôm qua là, riêng ngày hôm qua là quay được 6-7 video clip. Nhưng mà bù lại thì sẽ quay được rất nhiều thứ. Và đặc biệt là được ăn rất nhiều món ngon. Ồ, cái nước này nó giống như cái nước canh cua vậy đó. Đúng không? Nước cua mà. Nước cua, ừ. Mà họ nấu không phải giống như bún riêu mà họ nấu cái kiểu giống như canh cua nhiều hơn. Giống như, dạ giống như canh cua đó. Nên gọi là cháo canh là vậy đó. Mà không biết cái tên cháo từ vì sao lại có cái tên là cháo trong khi lại là bún. Cái miền này người ta gọi. Không, người ta vẫn gọi này là bánh canh nè, cái sợi bánh canh nè. Mình thử nha. Sợi bánh canh bột gạo này nó dẻo dẻo như sợi mì á, nó giống như sợi mì á, mì trứng á, không nó giống giống cái kiểu sợi mì trứng. Lạ lắm nha. Bánh thôi hả? Ừ. Mình bánh nhỏ vậy thôi. Nhưng mà ta nấu rất nhanh. Nấu với mềm với tẩm. Một tô bao tiền cô? Một tô về bao nhiêu tiền? 20.000. Trời ơi, một tô 20.000 mà tiền gà không hết. Tiền gà không. Khách rồi đi đắng đi bằng khách đi nha. Dạ. Dạ. Yeah. Hiểu, hiểu, hiểu. Tức là bán giá như bán giá địa phương á, chứ không có bán cho khách du lịch đúng không? Đó. Không có chém, không có chém, không có chém. À. Nhiều quán bán cho dân địa phương khác, bán cho khách du lịch không? Bán giá cao không? Còn đây không có không? Rồi, một tô 20 ngàn. Mà tiền ga không là hết nhiêu tiền rồi. Này giống như giò sống á ba đệ. Cái thịt này là giò sống á. Là sống giống giống như nhỏ nhỏ ra. Nè, nó giống như mọc vậy đó. Dạ. Đúng béo. Nấu đơn giản ha. Dạ. Rồi con em tôm. Tôm này giống như tôm tôm thẻ, tôm đất à. À, quên cho nước mắm. Quên, đã có nước mắm. Thôi, nước mắm mà ngâm với ớt. Đó, vô đàn thấy không? Đó. Có rau nữa đó, muốn ăn rau lấy ra. Có rau sống nữa đó mà. Ồ, anh cảm ơn. Ồ, có rau nữa nè. Thử ra, ồ. Có cải mầm nè. Có giá, ồ, cái rau rất là tươi. Ở phía trước thấy có giống như trồng rau á. Cái mẹ xinh quá. Ở phía trước giống như là thấy có trồng rau luôn đó. Thấy để mấy cái khay thế. Ở trước này trồng rau hay gì vậy em? Dạ. Phía trước á. Thấy để mấy cái dạ, trồng rau hả? Trồng rau luôn hả? Nè, chén mộc này ba. Ồ. Kêu như mà ba chấm. Dạ. Ta gọi là chả cái này. Ừ. Dễ quá.
cô 20 ngàn. Sợi bánh canh ăn lạ thiệt luôn á. Ăn rất là ngon. Và cái chả ram này rất là dài. Ăn xong thì luôn mà còn bánh chấm nữa. Ngon lắm, vừa ăn lắm. Vừa ăn luôn đúng không? Nếu có chấm nó lên chút xíu cho nó mặn mà. Trời ơi, ăn này hả? Đó, cái tiếng nó ra rào 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 rã lắm luôn. Đúng rồi. Ngon. Thấy có nấm mèo á. Ừ. Giống như cái cầm ở trong giống như còn 40 miếng gì đó. Ừ. Có thịt không ta? Có thịt. Thịt bằm. Sao mà cuốn nhỏ cuốn hay quá không? Cái khó nhất của chả ram. Cái khó nhất của chả ram là cuốn mà cuốn cái cuốn nhỏ xíu à. Khó cuốn lắm. Cuốn ngắn còn dễ, nên cuốn cái cuốn dài nó mà không bị bể. Mà phải ít. Ít bánh tráng thôi, nhiều quá nó sẽ dai. Nó không giòn. Nước lèo ngon lắm luôn nè, hay lắm luôn. Nó giống như cái nước canh cua đâu đây, nhưng mà nó không có nhiều cua. Vẫn rất là thơm, mà cái nước mà nó trong trong mà các bạn thấy không? Nó không có đậm quá cái vị cua. Mà vì nấu từ cua nhưng nó rất là ngon. Ồ, cháo canh. Này, ngồi đi ăn cháo canh, tưởng sáng nay đi húp cháo, hóa ra là ăn bánh canh. Đường Nguyễn Thị Định nha, số 68. Quán này tên là Thu Thủy hả, phải không? Phải không Nga? Là tên gì? Như Thu Thủy á. Thu Thủy chứ, phải không? Thủy luôn ừ. Cháo canh Thu Thủy nha quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt. Em là quý vị các bạn ở Động Thiên Đường.